nói về tầm quan trọng đối với COVID-19, đặc biệt trong cái bối cảnh chúng ta có các biến thể Omicron, hiểu được số lượng của các bằng chứng có liên quan tới hiệu quả và an toàn của vaccine COVID-19, đánh giá sự an toàn và đặc điểm hiệu quả của các vaccine COVID-19 có sẵn trong khu vực của chúng ta, tập hợp những hiểu biết về hiệu quả của vaccine và dữ liệu này để có thể hỗ trợ cho các thảo luận liên quan tới việc cải thiện độ phủ của vaccine tại khu vực châu Á. Sau đây là một số những cái nội quy. Quý vị vui lòng sử dụng tai nghe để có chất lượng âm thanh tối ưu. Đóng tất cả những phần mềm không cần thiết để bảo đảm kết nối Internet được hiệu quả. Vui lòng tắt micro để giảm thiểu âm thanh ồn. Hội thảo này sẽ được ghi âm lại cho mục đích hành chính. Chúng tôi sẽ mời gọi quý vị thực hiện một số các câu hỏi và đáp về thực hành lâm sàng. Quý vị có thể gửi tất cả câu hỏi cho các giảng viên. Tại bất kỳ thời điểm nào, các câu hỏi sẽ được trả lời trong phiên hỏi đáp. Xin vui lòng duy trì kết nối sau khi hội thảo đã kết thúc để hoàn tất mẫu phiếu đánh giá. Sau đây, chúng tôi xin phép giới thiệu các báo cáo viên. Báo cáo viên thứ nhất là cô Giang Su Lan. Cô ấy sẽ nói với chuyện với chúng ta về tình hình của COVID-19 ở Malaysia, gia tăng sự tái nhiễm trong thời kỳ virus Omicron chiếm chủ đạo. Cô ấy là nhà kinh tế học tại Ngân hàng Trung ương của Malaysia, là dược sĩ nghiên cứu Trung tâm về Dịch tế học Lâm sàng, Viện Nghiên cứu Lâm sàng, Viện Y tế Quốc gia. Kể từ tháng 2 năm 2021 cho tới tháng 6 năm 2022, cô ấy đã được biệt phái qua bên phía Bộ Y tế và cùng làm việc với Bộ Nghiên cứu tập hợp các dữ liệu về các phương pháp phân tích của COVID-19 và đại dịch. Sau đây, chúng tôi xin kính mời cô Giang Su Lan bắt đầu bài báo cáo đầu tiên. Sự gia tăng của COVID-19 và tái nhiễm trong thời kỳ Omicron chủ đạo. Chúng ta đã thấy các dữ liệu của bên phía Bộ Y tế. Hôm nay chúng tôi chưa biết số liệu là bao nhiêu. Cô Giang Su Lan sẽ cập nhật các thông tin cho quý vị. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn bác sĩ Leo về lời giới thiệu. Tôi là Su Lan và tôi làm việc tại Trung tâm về Nghiên cứu Lâm sàng thuộc Bộ Y tế của Malaysia. Tôi sẽ nói về sự gia tăng tái nhiễm trong thời kỳ nhiễm Omicron. Thời tiết ngày hôm nay rất là đẹp, chắc là quý vị thích ra ngoài, đặc biệt vào cuối tuần. Bây giờ chúng ta hãy cùng tập trung về nội dung học thuật. Xin cho phép tôi giới thiệu với quý vị ngắn gọn một số các biến cố và sự kiện quan trọng về COVID-19. Biểu đồ mà quý vị thấy trên màn hình thể hiện những loại vaccine khác nhau được sử dụng tại Malaysia bắt đầu từ khoảng tháng 5 năm ngoái. Chúng tôi đã thực hiện các mũi tiêm chủng cơ bản cho tất cả người Malaysia. Trong quá trình mà thực hiện tiêm chủng cơ bản, đó là hai mũi đầu tiên, thì chúng ta có làn sóng của virus Delta đặt ở trong cái khung màu vàng mà quý vị thấy trên màn hình. Sau khi chúng tôi đã xong cái mũi tiêm chủng cơ bản, vào tới cuối năm ngoái thì chúng ta thấy có sự xuất hiện của một biến thể virus mới mà bây giờ chúng ta đặt tên nó là Omicron. Nó chiếm chủ đạo tại khu vực Mỹ Châu cũng như là châu Âu. Và vì vậy, chúng tôi đã cố gắng thực hiện cái mũi tiêm nhắc, tiêm tăng cường trong dân số của mình. Không may, cái việc tiếp nhận cái mũi tăng cường này cũng không có được nhiều lắm như là cái mũi cơ bản. Tính từ tháng 2 năm nay cho tới tháng 4 năm nay, chúng tôi ghi nhận một cái đợt tái nhiễm
COVID-19 của biến thể Omicron và hiện vẫn chiếm chủ đạo tại Malaysia. Từ tháng 5 trở đi, thì Bộ Y tế đã nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội. Chúng ta có thể đi ra ngoài, không cần phải đeo khẩu trang trừ khi là ở trong các khu vực không gian kín. Vậy thì tại sao chúng ta lại cần phải quan tâm tới với tỷ lệ tái nhiễm? Ý tưởng này là xuất phát từ hồi tháng 2 năm 2022, khi mà nhóm của chúng tôi làm việc với cái trung tâm đối mặt với các khủng hoảng và chuẩn bị sẵn sàng. Chúng tôi đã khảo sát tất cả các dữ liệu của COVID-19 đến từ các tiểu bang. Và một trong các công việc của tôi là xem xét về tỷ lệ tái nhiễm. Chúng tôi khảo sát và thấy các tỷ lệ tái nhiễm càng ngày càng tăng. Và cùng đồng thời, chúng tôi cũng có những các thông tin chính thức cho công chúng. Và chúng ta cũng nghe những cái câu chuyện kể lại. Nhiều khi người ta ngạc nhiên khi thấy rằng là họ bị tái nhiễm hoặc là bị nhiễm mới mặc dù họ đã tiêm chủng hoặc là đã bị nhiễm từ trước đó rồi. Và điều này, những cái câu chuyện đó khiến cho người ta không có tin tưởng vào vaccine. Và khi có cái biến thể Omicron, nó đã thay đổi cái câu chuyện đối với COVID-19. Mỗi ngày chúng tôi cần phải cập nhật với mọi người về tỷ lệ của các biến thể. Và đồng thời cũng có một số cái điểm không có chắc chắn liên quan tới cái tỷ lệ tái nhiễm. Có phải thực sự là tái nhiễm hoặc là chỉ là dây dưa tồn lưu của cái lần nhiễm trước đó? Đó chính là động lực để chúng tôi thực hiện các nghiên cứu về quá trình tái nhiễm. Chúng tôi đã nêu ra hai câu hỏi về nghiên cứu đơn giản. Câu hỏi đầu tiên đó là tỷ lệ tái nhiễm thực sự tại Malaysia là bao nhiêu và nó có thay đổi theo thời gian hay không? Và câu hỏi thứ hai là ai chịu nguy cơ tái nhiễm, nhóm thuộc độ tuổi nào, tình trạng tiêm vaccine của họ, loại vaccine và phơi nhiễm với liều thấp hoặc là liều cao. Lát nữa tôi sẽ nói về cái sự tái nhiễm này. Bây giờ chúng ta sẽ nói về trong bối cảnh của nghiên cứu. Nghiên cứu của chúng tôi được thực hiện trong khoảng thời gian hồi năm ngoái là từ tháng 4 cho tới tháng 3 năm nay. Dân số nghiên cứu đó là những người đã ít nhất có một lần nhiễm COVID-19 trong suốt thời gian nghiên cứu. Và chúng tôi định nghĩa sự tái nhiễm có nghĩa là có hai kết quả dương tính được khẳng định sau 90 ngày. Những cái kết cục mà chúng tôi tập trung vào, thứ nhất là xuất độ. Đối với dân số chung, về xuất độ có nghĩa là số ca trong số dân số, đôi khi chúng ta đổi sang cái tỷ lệ phần trăm. Và cái kết cục thứ hai mà cũng được trình bày đó là tỷ lệ của xuất độ, tức là chúng ta bổ sung thêm cái yếu tố thời gian phối hợp với xuất độ, tức là số ca trên 100 người tính trong một cái đơn vị một năm. Đơn vị thời gian này có thể là tháng, năm hoặc là dài hơn. Để cho đơn giản, tức là khoảng thời gian khi người đó có nguy cơ dễ bị tái nhiễm. Chúng ta có thể thực hiện một cái phép trừ một cách dễ dàng với lần nhiễm thứ hai trừ đi lần nhiễm thứ một. Lát nữa chúng ta sẽ có những cái thông tin này một cách chi tiết hơn. Trong cái nghiên cứu đoàn hệ này mà chúng tôi đã thực hiện, chúng ta có thể tuyển bệnh nhân vào trong nghiên cứu tại các thời điểm khác nhau. Bệnh nhân có thể bị cái lần nhiễm đầu tiên tại các thời điểm khác nhau, cho nên họ bước vào nghiên cứu tại các thời điểm khác nhau. Và khi các bạn xem ở trên cái trục tung, ở phía bên tay phải là những người mà xuất hiện cái lần nhiễm thứ hai có thể là nhanh hơn, chậm hơn hoặc là không bao giờ bị nhiễm. Do đó, tất cả các cá thể sẽ tham gia vào trong nghiên cứu tại các thời điểm khác nhau. Các bạn có thể thấy trên cái biểu đồ, 12 người thì có 4 người là có xuất hiện sự tái nhiễm. Do đó, xuất độ sẽ được tính 4 chia 12 bằng 0,33. Và nếu như tần suất của xuất độ 4 ca trong số 100 người trong một năm,
của tất cả các cá thể tham gia nghiên cứu. Đó là cái giải thích ngắn gọn liên quan tới các chỉ số về thống kê. Kế tiếp, chúng tôi xin nói về một trong các mục tiêu của nghiên cứu này là để xem xét xem cái tỷ lệ tái nhiễm có khác biệt đối với những người có tỷ lệ phơi nhiễm khác nhau hay không. Tính toán cái phơi nhiễm như thế nào? Chúng tôi đã sử dụng cái ứng dụng mà tất cả những người ở Malaysia chắc hẳn đều quen thuộc. Và ở các quốc gia bên nước ngoài thì cũng có những ứng dụng khác. Cái ứng dụng này là một ứng dụng có thể tải xuống trên điện thoại di động với các nền tảng khác nhau và được Bộ Y tế sử dụng như là một cái công cụ để có thể truy dấu, truy vết tiếp xúc và các chi tiết về tình trạng nhiễm trong cái thời kỳ đại dịch. Trước khi chúng ta, các mọi người đi vào một trong khu vực thì cần phải quét cái mã QR ở cái cửa vào. Mỗi lần mà mình quét cái mã QR thì nó sẽ đánh dấu vào trong cái ứng dụng đó tới cuối ngày. Nếu như mà quý vị đã tới một cái nơi nào đó mà trong thời điểm đó có những người mà có nhiễm COVID dương tính, thì cái tình hình của các bạn sẽ xuất phát từ một người là nguy cơ thấp và không có triệu chứng, trở thành một người có tiếp xúc nhưng chưa biểu hiện triệu chứng, và tùy thuộc theo bao nhiêu lần được xem là có tiếp xúc như vậy. Nếu như chưa bao giờ tiếp xúc thì được xem là phơi nhiễm thấp. Tiếp xúc từ 1 cho tới 5 lần được xem là phơi nhiễm trung bình. Và lớn hơn 5 lần thì được xem là phơi nhiễm cao. Bây giờ chúng ta sẽ có cái câu hỏi thăm dò thứ nhất. Tần suất của tái nhiễm thực sự là cao hơn trong giai đoạn Omicron chiếm chủ đạo và cao hơn bao nhiêu lần trong giai đoạn Omicron chiếm chủ đạo? Xin mời quý vị lựa chọn 5 lần, 10 lần, 15 lần hoặc 30 lần. So I can see the poll is going. Chúng tôi đang chờ các kết quả. Okay, so majority of the people have chose 5 times or 10 times. Đa số mọi người lựa chọn nhiều hơn 5 lần và 10 lần. Bây giờ tôi quay trở lại những slide của tôi. Okay. So majority of the people chose 5 to 10 times and the result will be revealed here. Đây là các kết quả. Trong cái biểu đồ này, quý vị có thể thấy như sau. Tôi sẽ giải thích. Cái đường chấm chấm màu xanh dương là cái tỷ lệ nhiễm ở Malaysia từ trước Omicron cho tới giai đoạn Omicron chủ đạo. Và cái đường màu đỏ liên tục. Ban đầu, quý vị là cái số lượng của cái tỷ lệ tái nhiễm. Ban đầu, cái tỷ lệ tái nhiễm chỉ khoảng 0.3. Tuy nhiên, khi mà bước qua giai đoạn Omicron, thì suất độ này tăng lên tới 5, tức là 5%. Do đó, nếu như so sánh hai con số này, tức là tăng lên gấp 15 lần trong giai đoạn Omicron. Giai đoạn nghiên cứu của chúng tôi là từ tháng 4, mà chúng tôi khảo sát trong dân số y tế. Kết quả của chúng tôi cho tới tháng 7 năm 2022 thì kết quả tái nhiễm lên tới khoảng 10% trong số dân số. Bây giờ chúng ta coi về tần suất của tái nhiễm. Ở trên cái biểu đồ này, cái cột đầu tiên là các phân nhóm. Chúng tôi phân tầng bệnh nhân thành hai giai đoạn trước khi Omicron và trong giai đoạn Omicron với các độ tuổi của họ. Ở cột thứ hai là số lượng các ca bị tái nhiễm tại các phân nhóm khác nhau. Cột thứ ba là dân số của các phân nhóm. Và cột thứ tư là cái tần suất gặp nguy cơ ở phía bên tay phải.
ở trong ngoặc là cái khoản tin cậy 95%. Bây giờ chúng ta xem khoảng phân nửa của cái biểu đồ này về tỷ lệ tái nhiễm. Khi cái hình vuông mà nó nằm ở phía bên tay trái, tức là tỷ lệ lây nhiễm thấp, tái nhiễm thấp. Và khi nó nằm phía bên tay phải, tức là tỷ lệ tái nhiễm cao hơn. Như vậy, trước khi có Omicron và sau Omicron, trước khi có Omicron thì tất cả các tỷ lệ tái nhiễm đều nằm phía bên tay trái của vị trí số 1. Và ở cái độ tuổi trưởng thành từ 18 cho tới 59 tuổi là cái nhóm mà có tỷ lệ tái nhiễm cao hơn so sánh với những người mà dưới 18 tuổi hoặc là trên 60 tuổi. Cái này nó không có ngạc nhiên, thì nó cũng tương tự như dịch tễ học của COVID-19 tại Malaysia. Các bạn có thể thấy cái đường màu vàng, những người từ 18 cho tới 59 tuổi thường có cái tỷ lệ mà phơi nhiễm cao và tỷ lệ tái nhiễm cao. Quý vị có thể thấy những cái vòng tròn hình màu tím. Đây là những người và có cái nguy cơ bị phơi nhiễm cao và tỷ lệ tái nhiễm trong giai đoạn Omicron chủ đạo cũng cao. Trong cái slide kế, câu chuyện cũng tương tự như cái slide hồi nãy. Ở trong cái khung màu vàng, quý vị có thể thấy rằng những người từ 18 cho tới 59 tuổi liên tục có cái tỷ lệ tái nhiễm là cao hơn bất kể tình trạng tiêm vaccine của họ và bất kể là họ có phơi nhiễm cao hay thấp. Nhìn chung, những người mà có tỷ lệ phơi nhiễm cao và đặc biệt những người mà không có tiêm nhắc thì có tỷ lệ tái nhiễm cao nhất so sánh với những người có tỷ lệ phơi nhiễm ở mức độ trung bình. Đối với những người mà đã có tiêm nhắc, tỷ lệ tái nhiễm của các đối tượng này là thấp hơn so sánh với những người mà không có tiêm nhắc hoặc là chỉ có tiêm mũi cơ bản. Điều này cho chúng ta một cái thông điệp. Ngay cả những người mà có cái tình trạng miễn dịch mang tính chất miễn dịch lai thì họ vẫn được hưởng lợi nhờ việc sử dụng các mũi tiêm nhắc. Bây giờ chúng ta xem các đối tượng có phơi nhiễm thấp. Những cái đối tượng mà có phơi nhiễm thấp thì sử dụng mũi tiêm nhắc thứ ba không có lợi. Khi mà người ta kinh tế mở cửa, người ta bắt đầu đi ra ngoài, thì nhiều người sẽ không có, rất ít người vẫn tiếp tục duy trì ở trong cái nhóm mà phơi nhiễm thấp. Do đó, chúng tôi cho rằng cái kết quả này sẽ không có được tổng quát hóa trong giai đoạn hiện tại của chúng ta. Một cách thú vị, khi chúng ta phân tầng theo loại vaccine, thì chúng ta thấy rằng những người mà sử dụng tiêm trộn, tức là Astra, Pfizer, hoặc Pfizer, rồi Astra, hoặc là Pfizer, rồi Sinovac, thì cái tần suất là cao hơn so sánh với những người mà sử dụng tiêm cùng một loại vaccine. Khi khảo sát các nghiên cứu của các quốc gia khác, các phát hiện của các nghiên cứu khác cũng tương tự như nghiên cứu của chúng tôi tại Malaysia. Cho tới nay, Nam Phi đã có một cái phân tích bằng tính chất đầy đủ nhất. Chúng tôi xin trích xuất cái báo cáo của họ cho tới tháng 9 năm 2022. Ở cái biểu đồ đầu tiên là cái đường màu đen, các bạn có thể thấy đỉnh của các loại biến thể virus khác nhau từ Delta, Omicron và các biến thể Omicron. Và cái biểu đồ xanh dương, khi mà đối với Omicron, biến thể BA.1.2, thì cái đỉnh cũng rất là tương tự như hồi nhiễm Delta. Điều này cho thấy cái tỷ lệ về tái nhiễm đã tăng một cách đáng kể trong cái giai đoạn mà có biến thể của Omicron.
BA1. So this has come to my conclusive slide. Chúng tôi xin đến đến cái slide kết luận có bài thông điệp chính mà cần gửi tới các bạn. Tái nhiễm càng ngày càng trở nên phổ biến hơn với các biến thể của Omicron. Bởi vì cái chủng này nó đã đột biến nhiều, và vậy nó có khả năng tránh được miễn dịch và nó trở nên lây nhiễm với mức độ cao hơn, tỷ lệ nhiễm cao và đồng thời khả năng cao là người ta bị tái nhiễm. Tỷ lệ tái nhiễm là cao hơn ở các nhóm đối tượng trưởng thành 18 đến 59, là cái nhóm mà đi làm và ra ngoài nhiều và là những người mà có phơi nhiễm cao. Đặc biệt trong giai đoạn mà dịch lưu hành, rồi bây giờ kinh tế mở cửa, mọi người đi ra ngoài, rồi đi ra ngoài, hoạt động kinh tế, công ăn việc làm, cho nên chúng ta cần nhắc nhở mọi người về cái nguy cơ bị tái nhiễm và vẫn phải tiếp tục duy trì cảnh giác và vẫn cần đeo khẩu trang và cần phải bảo đảm cho sự thông thoáng ở những nơi mà các bạn ở. Các mũi tiêm nhắc vẫn có lợi để chống lại việc tái nhiễm và tránh những cái kết cục nghiêm trọng, ngay cả đối với những người mà có tình trạng miễn dịch lai và 18 cho đến 59 tuổi hoặc là đối tượng mà phơi nhiễm từ trung bình cho tới cao. Đây là kết thúc bài báo cáo của tôi. Xin cảm ơn chủ tọa. Xin cảm ơn cô Giang Su Lan. Hồi nãy có một cái sai sót, tôi đã nhận được cái thông tin về tiểu sử của cô. Cô Giang Su Lan là dược sĩ. Tôi xin lỗi là hồi nãy đã giới thiệu sót về cái chức danh và học hàm học vị của cô ấy. Bài báo cáo của cô rất là hay. Bản thân tôi là người làm lâm sàng. Tôi tập trung về lâm sàng và nhiều khi tôi không có hỏi bệnh nhân của tôi là đã bị nhiễm hay tai nhiễm chưa. Và tôi nhắc nhở cho tôi thấy là tôi cần phải cảnh giác hơn và nói chuyện với bệnh nhân. Bây giờ xin nhắc lại, cô Giang Su Lan là dược sĩ tại Trung tâm về Dịch tế học lâm sàng và Nghiên cứu lâm sàng thuộc Bộ Y tế Malaysia, đã có bằng thạc sĩ về dược sĩ tại trường đại học Buckingham tại Vương quốc Anh và tại Đại học St. Luke, Tokyo về dịch tế học, cũng là các nghiên cứu viên chính liên quan tới các công tác nghiên cứu về các loại vaccine, miễn dịch học và khảo sát và các cơ sở dữ liệu thứ phát, và đồng thời là đồng khu nghiên cứu viên trong số rất nhiều các nghiên cứu khác. Có thể thấy rằng là cô đã có cái bề dày quan trọng, và mặc dù cô là dược sĩ, nhưng cô đã học hỏi rất nhiều về dịch tế học. Tôi cũng đã học hỏi được rất nhiều từ bài báo cáo của cô. Sau đây chúng tôi xin qua báo cáo viên thứ hai. Trước khi chúng ta qua phiên hỏi và đáp, báo cáo viên thứ hai là người mà tôi giới thiệu. Đây là nhà kinh tế học. Từ Ngân hàng Trung ương của Malaysia và đã nhận được cái bằng về kinh tế học, tập trung về phát triển kinh tế và các chỉ số kinh tế từ tháng 2 năm 2020 đến tháng 5 2022, đã làm việc tại Bộ Y tế của Malaysia trong công tác về mặt tiêm chủng và thực hiện nghiên cứu lâm sàng tại Viện Nghiên cứu Lâm sàng, Viện Quốc gia về Y tế, Bộ Y tế. Báo cáo viên thứ hai sẽ trình bày với chúng ta về hiệu quả suy giảm sau các mũi tiêm cơ bản và so sánh giữa tiêm nhắc đồng nhất một loại và tiêm nhắc trộn trong khoảng thời gian có biến thể Delta và biến thể Omicron. Chúng tôi thấy các bệnh nhân tới với chúng tôi khi chúng tôi làm lâm sàng, và có nhiều các bệnh nhân đã có mũi tiêm cơ bản, nhưng mà có nhiều bệnh nhân bị thiếu các mũi tiêm nhắc.
Chúng ta sẽ lắng nghe báo cáo viên thứ hai trình bày với chúng ta. Nếu như chúng ta không có thực hiện cái mũi tiêm nhắc, thì có nguy hiểm gì? Có rất nhiều sự tranh cãi và thiếu hiểu biết liên quan tới việc tiêm nhắc mà đồng nhất của một loại vaccine hay là tiêm nhắc kiểu tiêm trộn. Báo cáo viên thứ hai sẽ nói rõ hơn về vấn đề này, về việc tiêm nhắc đồng nhất hay là tiêm nhắc trộn. Xin kính mời báo cáo viên thứ hai. Xin cảm ơn bác sĩ Leon. Cái hội thảo ngày hôm nay sẽ hơi khác một chút xíu. Tôi có làm việc tại Bộ Y tế của Malaysia trong vòng 2 năm qua và được biệt phái qua đây từ phía ngân hàng và thực hiện các nghiên cứu có liên quan tới việc xây dựng những cái chính sách đối phó với đại dịch. Đây là cái nghiên cứu mà chúng tôi sẽ trình bày với các bạn liên quan tới việc tiêm chủng vaccine theo hai khía cạnh. Thứ nhất là tiêm đồng nhất hoặc là tiêm trộn. Và thứ hai là trong giai đoạn mà chủ yếu là Omicron và so sánh giai đoạn chủ yếu là Delta. Để chúng ta có những cái thông tin so sánh giữa hai nhóm này. Một số các thông tin quan trọng. Malaysia là một câu chuyện thành công về việc tiêm chủng. Và các đánh giá của các quốc gia khác cũng nhấn mạnh điều này. Chúng tôi đã triển khai chương trình tiêm chủng rất là nhanh, toàn diện và thực hiện đa dạng các loại vaccine khác nhau. Độ phủ của vaccine cũng rất là thành công, kể cả chương trình tiêm chủng mà cũng các mũi cơ bản và các mũi tiêm nhắc là vượt hơn 90%. Trong dân số về thiếu niên cũng như là các dân số trưởng thành so sánh với các quốc gia khác. Đây là một trong những cái điểm son và thành tựu. Các bạn có thể xem cái liều mà tiêm mũi cơ bản gần như đạt tuyệt đối gần 100%. Cái việc khi chúng ta so sánh với các quốc gia khác, thì có nhiều loại vaccine đã được sử dụng khác nhau trong giai đoạn này. Và việc tập hợp các kết quả là rất là quan trọng và ấn tượng. Một cái điểm thứ hai mà cần lưu ý là chúng tôi đã sử dụng các loại vaccine rất là đa dạng. Có ba loại vaccine chủ yếu. Pfizer, BNT162B2, vaccine của Trung Quốc Sinovac và vaccine của AstraZeneca. Chúng tôi có sử dụng vaccine Sinovac của Trung Quốc là các vaccine được bất hoạt. Vaccine tuy nhiên cái quy mô là tương đối là thấp và nhỏ. Và trên cái biểu đồ này các bạn không có thấy rõ số lượng. Chúng tôi đã thực hiện những cái chương trình đi tới những vùng sâu, vùng xa và các tuyến cơ sở và thực hiện cái việc tiêm đầy đủ và tiêm vét. Và nó giống như những cái trung tâm mà tiêm chủng vaccine thực hiện cái việc giống như cái dây chuyền sản xuất ở nhà máy để cho bệnh nhân có thể tới và tiêm và triển khai một cách rất là nhanh chóng. Đó là những cái thông tin về tiêm chủng vaccine. Điều này đã được thể hiện khi mà chúng tôi tiếp tục áp dụng trong chương trình tiêm nhắc. Có ba cái nền tảng trong quá trình tiêm nhắc. Và một lần nữa, nó cũng mang tính chất đa dạng. Có sáu cái kiểu tiêm nhắc. Đa số là ba mũi tiêm cùng của Pfizer. Rồi sau đó chúng ta có hoặc là đồng nhất là Sinovac, hoặc là AstraZeneca, hoặc là cái kiểu tiêm trộn. Có thể là AstraZeneca trước, rồi Pfizer sau,
hoặc là Sinovac trước rồi Pfizer sau, hoặc là Sinovac trước rồi AstraZeneca sau. Cái việc này cũng giúp cho chúng tôi có thể đánh giá được cái hiệu quả của các loại vaccine và các nền tảng trong quá trình tiêm nhắc. Đây là cái biểu đồ mà chúng tôi đang tập trung tiến hành. Câu chuyện thành công tại Malaysia đã được thực hiện qua các khảo sát như sau. Chúng tôi xác định có hai cái bước ngoặt quan trọng. Đầu tiên đó là chúng ta thấy những cái mũi tiêm cơ bản thì nó, cái hiệu lực của nó có thể bị suy giảm mặc dù là ban đầu chúng ta đạt độ phủ cao. Kết luận này được đưa ra vào quý 4 của năm 2021. Và chúng ta thấy có các bằng chứng tại Malaysia cũng như là tại các quốc gia khác và các phát hiện tại quốc gia khác cho thấy rằng cái việc bảo vệ như đã nói đã đi xuống, điều này đã đáng ngại. Bởi vì nhiều khi bệnh nhân cảm thấy đã tiêm vaccine rồi mà bây giờ lại bảo vệ lại đi xuống thì sẽ dẫn tới những và vì vậy đặt ra câu hỏi là có nên tiêm nhắc hay không. Trong cái giai đoạn mà chiếm ưu thế chủ đạo là của Omicron và đặc biệt mọi người cảm thấy rất là lo ngại về cái việc vaccine trốn thoát và tránh né được cái tác dụng của vaccine. Chúng tôi đã triển khai những cái mũi tiêm cơ bản cũng như cái mũi tiêm nhắc. Câu hỏi đặt ra đó là cái số lượng của những người mà bị tử vong thì như thế nào? Đặc biệt khi mà chúng ta muốn chuyển tiếp tới cái xã hội bình thường và nới lỏng những cái biện pháp chống dịch cũng như là giãn cách xã hội. Thể chuyển tiếp và mở cửa lại nền kinh tế. Làm sao cho nó an toàn? Đó là lý do tại sao mà chúng tôi đã thực hiện hai cái nghiên cứu lớn và có một số các bài báo cáo khác cũng có liên quan tới các dữ liệu và các bằng chứng mà chúng tôi đã thu thập. Và một phần của những phát hiện này cũng đã được công bố trên các tờ chuyên Science trước đây và đã được trình bày tại cái hội nghị vaccine lần thứ 16 được tổ chức tại Ý. Xin cho phép tôi được giới thiệu với quý vị cái nghiên cứu đầu tiên. Cái nghiên cứu này nó bao gồm hai phần. Đầu tiên là chúng ta nói về thiết kế của cái nghiên cứu để đánh giá cái hiệu quả của tiêm vaccine, mũi tiêm cơ bản. Và cái đoàn thể thứ hai là các đoàn thể của các ca bệnh hồi cứu, đặc biệt là những người có triệu chứng nặng. Chúng tôi đã có một số lượng dữ liệu khổng lồ, cả quốc gia, được trích xuất từ các tiểu bang khác nhau. Nghiên cứu này được thực hiện tại Malaysia và được giám sát bởi bên phía Bộ Y tế cũng như là Trung tâm về Kiểm soát Dịch Bệnh và được thực hiện một cách rất là chuyên nghiệp. Tất cả các xét nghiệm đều là các xét nghiệm PCR. Chúng tôi lấy những cái nguồn thông tin từ các khu vực khác nhau. Thứ nhất là các xét nghiệm mà đã được giám sát, như nói PCR một cách đàng hoàng. Cái nguồn thông tin thứ hai là những cái bệnh nhân mà vào trong khoa cấp cứu hoặc là chăm sóc tăng cường ICU mà bị nặng. Cái nguồn thông tin thứ ba là những ca tử vong mà được xác nhận là do COVID-19. Rồi việc tiêm chủng COVID-19, việc truy vết tiếp xúc bởi tình trạng phơi nhiễm của bệnh nhân. Việc tiêm chủng vaccine cũng có cho chúng tôi những cái thông tin về dân số học rất là đa dạng. Cái phần mềm và cái mà đã được tải xuống ở trên những cái ứng dụng
Trên điện thoại mà báo cáo viên thứ nhất cũng đã đề cập qua, nó giúp cho chúng tôi có thể thực hiện cái công tác truy vết tiếp xúc một cách tự động để chúng tôi đánh giá cái nguy cơ về phơi nhiễm của bệnh nhân ở mức cơ bản đầu vào. Điều này giúp cho chúng tôi có được các dữ liệu đời thực để so sánh các giai đoạn khác nhau. Thiết kế gồm có hai phần. Cái thiết kế của cái nhóm đầu tiên là những bệnh nhân mà có xét nghiệm âm tính và đánh giá cái hiệu quả của vaccine chống lại tình trạng bị nhiễm bệnh. Và với mỗi loại vaccine thì chúng tôi sẽ chia thành các giai đoạn khác nhau. 11, 14 tuần, 7, 10 tuần, 3, 6 tuần, hoặc là từ 0, 2 tuần sau khi tiêm chủng vaccine. Trong cái nhóm thứ hai là các nghiên cứu đoàn hệ hồi cứu. Đó là những bệnh nhân mà nằm ở trong khoa chăm sóc tăng cường, ICU, chăm sóc đặc biệt hoặc là tử vong. Chúng ta sẽ khảo sát cái hiệu quả của vaccine để ngăn chặn phải nhập vào ICU hoặc là tử vong. Cũng chia thành hai giai đoạn tùy theo các loại vaccine khác nhau, như 11 đến 14 tuần, 0 tới 2 tuần. Cái nhóm cuối cùng là không có tiêm vaccine. Bây giờ, trước khi chúng ta tìm hiểu các phát hiện của nghiên cứu, chúng ta hãy xem thử các câu hỏi như sau. Chúng ta quay ngược trở lại thời gian lúc mà cái biến thể Delta nó chiếm chủ đạo và bỏ qua một bên các vấn đề về mặt an toàn, thì quý vị sẽ sử dụng cái thông số nào sau đây được xem là cần phải tiêm chủng mũi tiêm nhắc hàng loạt trên dân số. Thứ nhất là hiệu quả của vaccine suy giảm chống việc nhiễm virus, hiệu quả của vaccine thấp chống lại việc nhiễm virus, hiệu quả của vaccine suy giảm chống nhiễm COVID-19 nặng, hiệu quả vaccine thấp chống nhiễm COVID-19 nặng. Hoặc lý do thứ năm là tiêm nhắc bất kể lý do gì. Okay. Chúng tôi đang chờ các kết quả. Chúng ta thấy các câu trả lời nó đa dạng. Nhưng rất là ngạc nhiên khi không ai lựa chọn cái câu thứ ba và có vẻ quân bình tại thời điểm đó khi chúng tôi đưa ra các quyết định. Đó là hiệu quả của vaccine suy giảm đối với tình trạng nhiễm cũng như là nhiễm nặng. Nó đã cho chúng tôi thấy những cái thông tin rất là quan trọng để chúng tôi tiến hành. Trong nghiên cứu này, chúng tôi thấy các kết quả gì? Đầu tiên, về tình trạng nhiễm, thì ghi nhận hiệu quả của vaccine Pfizer và vaccine của Trung Quốc là có suy giảm hiệu quả bảo vệ, trong khi vaccine của AstraZeneca vẫn tiếp tục duy trì trong vòng 14 tuần. Và đó là một trong những cái động lực đối với chúng tôi. Mặc dù là có sự suy giảm hiệu quả, nhưng cũng thấy có các tin tức mang tính chất rất là hy vọng đối với vaccine của AstraZeneca. Đối với nghiên cứu của nhóm thứ hai, đó là các vaccine đối với các đối tượng để bảo vệ không phải nhập vào khoa ICU hoặc là chăm sóc tăng cường, thì không thấy có việc suy giảm hiệu quả một cách rõ rệt. Nhưng cái vaccine đứng hàng thứ ba về hiệu quả phòng chống không phải nhập vào khoa ICU thì đó là vaccine của Trung Quốc. Hai là vaccine ưu việt hơn trong lĩnh vực này là vaccine của Pfizer và AstraZeneca. Nó chiếm khoảng cỡ 80% và không có ghi nhận sự suy giảm hiệu quả bảo vệ trong việc nhập vào ICU. Đó là một các thông tin quan trọng. Liên quan tới cái thông tin thứ ba, đó là tử vong, thì tất cả các loại vaccine đều có tương đối tốt bảo vệ, ngăn chặn tỷ lệ tử vong. Cái tham chiếu ở trong cái nhóm mà nằm ICU hoặc là tử vong là chúng tôi khảo sát từ các ca mà chưa được tiêm chủng. À, đây là các bằng chứng một cách mạnh mẽ, nhấn mạnh cho thấy có sự suy giảm về hiệu quả của vaccine. Và vì vậy, chúng ta cần phải thực hiện các mũi tiêm nhắc. Và cái kết luận được thêm
được đưa ra then chốt, đó là mặc dù hiệu quả vaccine suy giảm, nhưng nó ngăn chặn tỷ lệ tử vong, giảm thiểu tỷ lệ tử vong, giảm thiểu tỷ lệ phải nhập viện, bị nhiễm nặng, hoặc là nằm trong ICU. Và vì vậy, cần phải triển khai tiêm nhắc ở trên diện rộng và cần có sự tuân thủ của dân số. Song song đó, chúng tôi cũng tập hợp những cái dữ liệu. Đây là các nghiên cứu đời thực. Và chúng tôi khảo sát những cái biến chứng hoặc là các tác dụng phụ khi tiêm vaccine một cách đại trà. Đây là những cái thông tin để chúng tôi có thể xây dựng cái công cụ và chính sách một cách khả thi. Chúng tôi thực hiện nghiên cứu này tại các chủ yếu là tại các bệnh viện công. Chúng tôi theo dõi những cái tỷ lệ bị nhập viện vì các tác dụng phụ mà đáng quan tâm từ 1 ngày cho tới 21 ngày sau khi tiêm chủng. Với một lần nữa, chúng tôi cũng so sánh ba loại vaccine của Pfizer, của Trung Quốc và của AstraZeneca. Và chúng tôi đánh giá các loại biến chứng và tác dụng phụ khác nhau, cũng như là số lượng biến cố xảy ra trên 1 triệu liều. Tỷ lệ nói chung là rất là thấp, và điều này giúp chúng tôi tự tin hơn đối với các hiệu quả của vaccine. Một số như vậy, tại cái thời điểm bước ngoặt thứ nhất, đó là nhấn mạnh chúng ta cần phải tiêm nhắc vì hiệu quả của vaccine suy giảm. Mặc dù chúng ta có thể khống chế được dịch, và thứ hai, đó là một số nhóm thì cái hiệu quả bảo vệ nó không được cao. Chúng tôi đã áp dụng những cái phát hiện này mãi cho tới ngày hôm nay, khi mà chúng ta vẫn phải tiếp tục đối mặt với một số các biến thể mới xuất hiện. Tính toán về nguy cơ và ích lợi cần phải được cập nhật khi mà chúng ta có các biến thể mới. Cần lưu ý là cái nghiên cứu mà chúng tôi đã trình bày các bạn là chủ yếu trong cái đoàn biến thể Delta chiếm chủ đạo. Và lúc đó, các biện pháp giãn cách xã hội và cách ly vẫn còn được áp dụng cách nghiêm ngặt. Bây giờ, chúng ta sẽ qua câu hỏi thăm dò thứ ba. Trước khi chúng ta nói về các nghiên cứu về tiêm nhắc, bây giờ, chúng ta chuyển qua đề tài là khi biến thể Omicron là chiếm chủ đạo, và đặc biệt với cái độ phủ của các vaccine thế hệ thứ nhất. Nhưng mà lúc đó chúng ta chưa biết nhiều về tình hình tái nhiễm, thì quý vị sẽ cân nhắc các yếu tố nào để nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội, ví dụ như về đi lại, bắt buộc phải xét nghiệm hoặc là đeo khẩu trang. Câu hỏi đầu tiên đó là bảo vệ cao và duy trì chống việc nhiễm ở người cao tuổi và người có nhiều bệnh nền, bảo vệ cao và duy trì chống lại COVID nặng, hoặc là nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội thì tôi không quan tâm, bất kể cái hiệu quả của vaccine. Okay. Quite a balanced one. I think a bit surprised. Tôi cũng ngạc nhiên khi thấy khoảng phân nửa các quý vị đại biểu lựa chọn hai cái lựa chọn đầu tiên được xem là tiêu chí quan trọng. Tại thời điểm đó, cái quan tâm chính của chúng tôi đó là bảo vệ chống lại COVID nặng, đặc biệt các đối tượng cao tuổi. Chúng ta thấy rằng một trong các yếu tố mà chúng ta quan tâm khi chính quyền quyết định để có thể nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội là làm sao vẫn có thể bảo vệ được những cái đối tượng cao tuổi hoặc là có các bệnh đồng mắc. Đa số ở trên thế giới cũng có các quan tâm như vậy. Bây giờ, để có thể đánh giá được cái giai đoạn này và để có các thông tin quyết định cái chính sách và chuyển tiếp qua cái giai đoạn mở cửa là kinh tế và xã hội, thì chúng tôi đã thiết kế một cái nghiên cứu thứ hai. Ở trong giai đoạn này chủ yếu là biến thể Omicron chiếm chủ đạo. Tương tự như nghiên cứu ban đầu, chúng tôi cũng có các nguồn dữ liệu từ
các kết quả xét nghiệm số liệu của các bệnh nhân nhập vào ICU, số liệu tử vong do COVID-19, số liệu về tiêm chủng COVID-19, cũng như là việc truy vết tiếp xúc một cách tự động. Chúng ta cần phải tìm hiểu xem khi mà trong giai đoạn Omicron chiếm chủ đạo và tương tự như các nền kinh tế đang phát triển khác, thì chúng ta cần phải quyết định mở cửa lại nền kinh tế và cần phải cân nhắc giữa lợi ích và nguy cơ. Nếu như mở cửa lại nền kinh tế thì liệu có bị ảnh hưởng hay không? Và chúng tôi một lần nữa cũng xem xét các kết quả từ cái nghiên cứu ở các đối tượng mà có xét nghiệm âm tính, cũng như là các nghiên cứu đoàn thể về hồi cứu để bảo vệ những người mà không có phải nhập vào ICU và giảm tỷ lệ tử vong. Chúng tôi đã công bố cái nghiên cứu này trong giai đoạn từ 27 tây tháng 10 cho tới 20 tây tháng 2. Chúng tôi so sánh trong giai đoạn mà Delta chủ đạo và giai đoạn Omicron chủ đạo. Thiết kế của nghiên cứu cũng rất là đơn giản và dễ hiểu. Có hai cái chủ đạo chính mà chúng tôi so sánh. Ở phía bên tay trái là các đồng biến số mà chúng tôi cần so sánh về độ tuổi, giới tính, chủng tộc, các bệnh lý đồng mắt và thời gian mà được truy xuất trước khi quan sát, thời gian sau khi đã quan sát, vân vân. Chúng tôi cũng so sánh những bệnh nhân mà có tiêm nhắc hoặc là không có tiêm nhắc. Và kết cục của chúng tôi là tình trạng nhiễm được xác nhận bằng xét nghiệm dương tính hoặc là tình trạng nặng và nhập vào ICU hoặc tỷ lệ tử vong. Giai đoạn quan sát đối với Delta là từ 27 tới tháng 10 cho 4 tới tháng 2 và Omicron là từ tháng 2, 5 tới tháng 2 cho tới 22 tới tháng 2. Chúng tôi cũng tính cái số lần mà bệnh nhân đã được truy xuất, truy dấu trước khi quan sát, cũng như là số lần bệnh nhân đã được xét nghiệm trước và cái giai đoạn quan sát. Điều này nó cũng có thể bị ảnh hưởng do các hành vi và sự tuân thủ của bệnh nhân. Slide này cho chúng ta thấy cái tỷ lệ về các bệnh đồng mắt được bệnh nhân báo cáo trong số dân số đã tiêm chủng. Ở phía bên tay trái, chúng tôi chia vào các thời gian mà chúng tôi đã triển khai. Và cái hệ quả của một số cái chính sách, một số các nhóm mà tiêm chủng thì ít bệnh đồng mắc hơn các nhóm còn lại. Ở phía bên tay phải, quý vị có thể thấy những cái nhóm bệnh nhân cao tuổi. Thì thông thường là càng cao tuổi bao nhiêu thì các bệnh lý đồng mắt và bệnh nhân dễ bị tổn hại hơn. Một số các bệnh lý đó thì phổ biến hơn. Tình trạng béo phì và hen suyễn, rồi tiểu đường, bệnh lý tim mạch là đáng kể. Nó nhấn mạnh cái tầm quan trọng của những phán đoán và quyết định để có thể bảo vệ những cái nhóm dân số dễ bị tổn hại này trong những cái đại dịch sắp tới trong tương lai chẳng hạn. Đây là cái kết quả phát hiện từ nghiên cứu. Ở phía bên tay trái là các phát hiện trong cái giai đoạn chủ yếu là Delta. Và bên tay phải là giai đoạn chủ yếu là Omicron. Chúng tôi đã phân tách các cột ra để cho quý vị dễ thấy. Đầu tiên là trong giai đoạn mà chủ yếu là Delta, thì hiệu quả của vaccine là tương đối cao và đáng kể. Trong giai đoạn thứ hai, thì cái hiệu của Omicron, hiệu quả nó giảm xuống còn khoảng phân nửa. Và đặc biệt là cái lúc này chúng ta thấy có các đối tượng, có cái kiểu tiêm nhắc có thể là đồng nhất hoặc là không đồng nhất hay là tiêm trộn. Nhìn chung thì những bệnh nhân mà được tiêm nhắc một cách đồng nhất thì có hiệu quả cao hơn.
đối với tình hình mà phải nhập ICU và khoa chăm sóc tăng cường do COVID nặng hoặc là tử vong. Có ghi nhận thấy việc giảm tỷ lệ phải vào ICU ở những bệnh nhân đã được tiêm nhắc. Nhưng mà nhìn chung cái hiệu quả là giảm hơn ở các người mà sử dụng vaccine của Trung Quốc. Cho thấy cái lựa chọn một cách quan trọng, đó là bệnh nhân cần phải được tiêm nhắc một cách đầy đủ để có thể kéo giảm được cái tỷ lệ vào trong ICU. Chúng ta có thể so sánh hai cái biểu đồ bên trái và biểu đồ bên phải. Những cái vaccine mà sử dụng adenovirus vẫn duy trì hiệu quả cao. Tương tự như vậy, đối với có thể có cái sự khác biệt một cách chút xíu liên quan tới giảm tỷ lệ tử vong. Nhìn chung là hiệu quả của vaccine trong việc kéo giảm tỷ lệ tử vong lại yếu hơn ở các loại vaccine như của Sinovac sử dụng virus bất hoạt. Hiệu quả của các vaccine mà sử dụng adenovirus vẫn tiếp tục được duy trì. Điều này dẫn đưa chúng ta tới các kết luận một cách quan trọng. Hầu như tất cả mọi người đều đồng ý là cần phải có cái độ phủ của tiêm nhắc phổ biến và quan trọng. Đặc biệt khi mà chúng ta tiếp tục mở cửa cái nền kinh tế, mặc dù cái hiệu quả của nó giảm, nhưng mà nó vẫn có hiệu quả tốt trong việc bảo vệ chống lại COVID nặng, cũng như là bệnh nhân phải vào trong ICU và tử vong. Và vì vậy, chính xác là cần phải khảo sát và thăm dò nguy cơ của các bệnh lý nặng, đặc biệt là những người mà có bệnh lý nền và các nhóm mà kém được bảo vệ, các nhóm mà suy giảm miễn dịch khi mà dịch nó trở nên lưu hành hơn. Các vaccine COVID-19 thế hệ đầu thì kém hiệu quả bảo vệ chống lại Omicron so sánh với giai đoạn nhiễm Delta. Bây giờ khi chúng ta bước vào trong giai đoạn dịch lưu hành, thì những nhà mà xây dựng chính sách cần phải bảo đảm làm sao có cái chính sách phù hợp để duy trì tỷ lệ tử vong thấp và cần đưa ra các chính sách là dựa trên các bằng chứng một cách quan trọng. Dù sao đi nữa, thì các mũi tiêm nhắc cho thấy có hiệu quả bảo vệ rất đáng kể chống lại COVID-19. Và vẫn cần phải tiếp tục theo dõi sát để bảo đảm hiệu quả bảo vệ, đặc biệt là những người có các bệnh lý đồng mắc và bệnh lý kèm theo nhiều. Chúng tôi cho rằng cần phải tiếp tục thu thập các dữ liệu và các nghiên cứu để làm cơ sở cho các quyết định về mặt chính sách. Một trong những cái điểm mà quan trọng mà cần lưu ý, ngay cả trong các thời kỳ khủng hoảng, thì cũng cần phải có các quyết định dựa trên khoa học, dựa trên lý tính, dựa trên thông tin khoa học, chứ không phải là dựa trên cảm tính, không phải là các vấn đề mặt ý thức hệ và chính trị, mà là các vấn đề khoa học cách cụ thể. Để có thể bảo đảm được là các thông tin khoa học này là một cách chính xác và có thể lặp lại được, thì quý vị có thể kiểm chứng những cái thông tin này và so sánh và tìm kiếm bổ sung thêm các chi tiết ở trong nghiên cứu này qua các mã quét và các đường link như sau. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe và tôi xin dừng lời lại cho chủ tọa. Xin cảm ơn ông Xoay về bài báo cáo liên quan đến hiệu quả vaccine. Chúng ta đã nghe hai bài báo cáo và bây giờ sẽ là cái phần hỏi và đáp. Chúng tôi sẽ bắt đầu với các câu hỏi đầu tiên dành cho báo cáo viên thứ nhất là cô dược sĩ. Để tôi coi trong cái ô chat box. Yeah, the first question is asking to reinfection. Câu hỏi đầu tiên như sau.
cái tỷ lệ mà bị tái nhiễm thì có xem xét tới liệu là bệnh nhân có được tiêm chủng hay không. Và nếu như mà bệnh nhân được tiêm chủng đó, thì trên nền tảng vaccine nào? Tình trạng mà tiêm chủng là một trong những cái yếu tố mà chúng tôi nghiên cứu và đã được báo cáo. Một cách ngạc nhiên, những cái bệnh nhân mà chưa được tiêm chủng thì họ lại có cái tỷ lệ tái nhiễm thấp hơn so sánh với những người đã tiêm chủng. Cái này nghe cũng hơi kỳ cục. Người ta có thể giải thích đó là về hành vi. Đó là những người mà đã được tiêm chủng thì nhiều khi họ nghĩ là họ nghĩ mình là được bảo vệ cho nên họ bị phơi nhiễm và tiếp xúc liều lĩnh nhiều hơn. Trong khi những người mà chưa có được tiêm chủng đó, thì họ cẩn thận hơn, họ không có dám phơi nhiễm và họ thực hiện các hành vi sát trùng, tẩy khuẩn, đeo khẩu trang kỹ lưỡng hơn. Khi chúng ta so sánh giữa không tiêm chủng và chỉ tiêm chủng một mũi, và khi so sánh không tiêm chủng với tiêm chủng đủ 3 mũi, thì những người đã được tiêm chủng cũng có tỷ lệ tái nhiễm cao hơn. Như vậy là tiêm một mũi, hai mũi hay là ba mũi. Đó là cái kết quả nhiều khi cảm thấy hơi khó hiểu. Như quan trọng là đừng để bệnh nhân cảm thấy khó hiểu. Đối với những người mà đã theo đúng cái lịch trình tiêm chủng một cách đàng hoàng mà tiêm nhắc thì cái tỷ lệ tái nhiễm là thấp không à? Và nền tảng vaccine nào là hiệu quả? Đối với tôi thấy nhiều khi hơi khó và phức tạp. Đa số chúng ta càng ngày càng có nhiều bệnh nhân. Nhiều khi có nhiều bệnh nhân hỏi là vaccine nào họ đang sử dụng. À, liệu quý vị có phân tích chuyện này không? Một trong các bài, các bạn hồi nãy chúng tôi đã trình bày, đó là các nền tảng vaccine. Những bệnh nhân mà được tiêm chủng cùng một cái thương hiệu vaccine, ví dụ Pfizer, Sinovac, Sinovac, cả mũi tiêm cơ bản và tiêm nhắc, hoặc là AstraZeneca, thì họ có tỷ lệ tái nhiễm là tương tự. Như vậy, cùng một cái thương hiệu thì tỷ lệ tái nhiễm là tương tự. Như vậy, bất kể loại vaccine nào đi nữa thì cũng cần phải tiêm, phải không? Tuy nhiên, đối với những người mà theo kiểu tiêm trộn, tức là phối hợp nhiều thương hiệu, thì cũng ngạc nhiên khi thấy những người mà sử dụng vaccine theo kiểu hỗn hợp thì cũng lại có tỷ lệ tái nhiễm cao hơn. Cái này hơi khó hiểu. Vì nhiều người họ cảm thấy e ngại. Thì tôi có nghe nói, tôi thì không có thực hiện nghiên cứu, nhưng mà là hỏi một số bệnh nhân thôi. Họ e ngại khi mà tiêm chủng, bởi vì trước đây họ sử dụng một số loại vaccine nhất định, rồi sau đó mà tiêm trộn, thiếu hụt vaccine, cho nên vì họ thấy là tiêm trộn, cho nên họ không có ngại. Có một số báo cáo từ nước ngoài cho thấy việc tiêm nhắc mà tiêm trộn thì vẫn có hiệu quả bảo vệ, đặc biệt là các kết cục mà. Tôi thường hay nói với các bệnh nhân là có tiêm trộn hay không cũng không quan trọng. Bởi vì thí dụ như có vaccine nào thì chúng ta tiêm vaccine đó. Cái quan ở đây chúng tôi chỉ khảo sát mỗi cái kết cục là tái nhiễm thôi. Nhưng mà chúng ta, mặc dù là có tái nhiễm, nhưng mà nó giảm tỷ lệ độ nặng và biến chứng. Và cô chỉ sẽ xem xét cái dữ liệu về tái nhiễm thôi, còn cô không có xem xét các dữ liệu khác. Câu hỏi thứ hai. Cái giải thích nào là khả dĩ về tỷ lệ tái nhiễm cao hơn ở những người sử dụng tiêm chủng mà tiêm trộn? Câu hỏi này bản thân chúng tôi cũng đặt ra cho chúng tôi, nhưng mà chúng tôi vẫn chưa có được cái câu trả lời một cách khả dĩ. Do đó, đây là câu hỏi mà có lẽ còn thảo luận, vì cho tới nay chúng tôi vẫn chưa tìm được cái giải thích thỏa đáng có thể liên quan tới các kiểu mà hành vi của bệnh nhân
Cái nếu mà nói như vậy thì có thể là nó mang tính chất giả định và giả thuyết nhiều quá, cho nên chúng tôi cũng không biết cơ chế. Chúng ta không muốn làm cho dân chúng người ta cảm thấy sợ là bởi vì họ được tiêm chủng theo kiểu tiêm trộn, thí dụ như hai mũi cơ bản là Pfizer, rồi mũi sau là một cái thương hiệu khác, thì nhiều người người ta cảm thấy ngại vì có nhiều người ta nhất định là hai mũi đầu là Pfizer thì mũi thứ ba cũng phải là Pfizer, hai mũi đầu Astra thì mũi thứ ba cũng phải là Astra. Hy vọng rằng quý vị sẽ tiếp tục cái nghiên cứu này. Nếu như quý vị kéo dài cái nghiên cứu này thì chúng ta có thể thấy được những cái giải thích và cơ chế. Cho thế này, những cái dữ liệu mà chúng tôi khảo sát, khi mà chúng tôi sử dụng cái dữ liệu ở trong cái phần mềm mà truy vết tiếp xúc, tuy nhiên bây giờ khi xã hội mở cửa lại thì cái phần mềm này cũng không có được ứng dụng nhiều. Các giai đoạn khác nhau, nghiên cứu khác nhau cũng cần phải thay đổi phương pháp nghiên cứu khác nhau, không ạ? Câu hỏi thứ ba là độ nặng của tái nhiễm. Độ nặng của tái nhiễm thì như thế nào? Trong những trường hợp tái nhiễm thì độ nặng nó như thế nào? Trong nghiên cứu này thì chúng tôi không có các dữ liệu về độ nặng, cho nên tôi không thể phát biểu. Nhưng mà tôi có một nhóm các dữ liệu khác ở trong số các nhân viên y tế mà khảo sát về tỷ lệ tái nhiễm. Những bệnh nhân mà bị nhiễm lần thứ hai thì nó cũng không có nặng hơn nhiều. Họ không có bị các kết cục nặng. Đa số là biểu hiện các triệu chứng nhẹ. So sánh với cái lần nhiễm đầu tiên, có thể có những bệnh nhân mà không có triệu chứng, nhưng mà lần tái nhiễm thứ hai có thể có nhiều người thì có cái triệu chứng nhẹ, như vậy là không có nặng hơn, nhưng mà cũng không có phải là đỡ hơn hoàn toàn. Tôi cho rằng có lẽ cái việc tái nhiễm nhiều khi làm cho người ta cảm thấy bực mình và thất vọng. Về tỷ lệ tái nhiễm thì cùng một chủng hay là một cái chủng khác? Và nếu như mà họ bị tái nhiễm trong cái thời gian muộn hơn thì đã đổi từ Delta sang Omicron, hay là bị tái nhiễm cùng Delta, hoặc là tái nhiễm cùng Omicron, hay là tái nhiễm BA1 rồi sau đây là BA4. Tại thời điểm đó thì chúng tôi chỉ có BA1 và BA1 và BA2 thôi. Tức là Delta rồi sau đó Omicron, BA1, BA2. Họ bị Delta trước rồi sau đó bị biến chủng của Omicron. Tuy nhiên, điều này không có được chứng minh bằng cách giải mã trình tự gen, tại vì tại Malaysia chúng tôi không có thực hiện nghiên cứu giải mã trình tự gen. Chúng tôi chỉ có giả định cái biến thể mà họ biến mắc với các triệu chứng. Và cần có các nghiên cứu quan sát theo dõi cái độ nặng. Và đồng thời cái mốc thời gian của nghiên cứu của cô trong giai đoạn đó chủ yếu là Omicron. Trong cái quan sát của tôi, độ nặng trong giai đoạn của Omicron là không cao hơn của Delta, không ạ? Quan sát của chúng tôi cũng thấy vậy. Không biết có phải là do chủ yếu là do Omicron hay là do khả năng bảo vệ của vaccine tốt hơn. Bây giờ tôi thấy có nhiều bệnh nhân trong nghiên cứu của cô có cho thấy khi chúng ta so sánh trong cái làn sóng của Delta và bây giờ bước sang làn sóng của Omicron, cái tỷ lệ tái nhiễm có thể là cao hơn. Và đặc biệt những người mà có phơi nhiễm cao, đặc biệt là khi xã hội chúng ta hiện nay nới lỏng các biện pháp giãn cách và có nhiều người bị tái nhiễm hơn, mà khi có nhiều người bị tái nhiễm hơn thì những người mà có các bệnh lý đồng mắt đó, họ cũng bị tái nhiễm nhiều, không phải là do Omicron BA.4/5, mà vì lý do nhập viện của họ là do các bệnh lý khác. Họ tới bệnh viện vì các vấn đề thiếu nhiều máu cơ tim,
vân vân, rồi sau đó tình cờ đi vô bệnh viện đó, hoặc là họ bị đột quỵ, không biết có liên quan đến COVID-19 hay không, nhưng mà họ bị các bệnh lý đồng mắt khác, họ tới bệnh viện vì các bệnh đồng mắt đó, rồi sau đó nhìn thấy xét nghiệm nó loại ra COVID. Như vậy, chúng ta thấy tỷ lệ tái nhiễm là cao hơn, nhiều người bị nhiễm hơn, nhưng độ nặng có thể là không có quá nhiều. Và lý do mà họ nhập viện không phải là bởi vì họ bị cái tái nhiễm, mà bị những cái bệnh lý đồng mắt khác. So your data actually make me found that Những cái dữ liệu này cho chúng ta thấy để giải thích tại sao bạn có nhiều ca nhập viện, và nhiều lúc cả trong bệnh viện chúng tôi không có đủ giường cho bệnh nhân, không phải là vì cái số ca nặng, mà bởi vì cái số ca tái nhiễm nhiều khi nó nhiều mà nó có những cái đỉnh mới. Tôi xin phép bổ sung thêm để có thể đánh giá về độ nặng của tái nhiễm. Cái đây chúng ta nói ở trong giai đoạn mà đại dịch và trong giai đoạn dịch lưu hành thì tỷ lệ tái nhiễm 1, 2, 3, 4, 5, vân vân, hoặc là có thể trong nhiều năm sắp tới, có thể cả một thập niên, có thể là còn quá sớm khi chúng ta nói về hiệu quả của cái việc tỷ lệ tái nhiễm ở đây, vì chúng ta cần có các nghiên cứu chính xác hơn liên quan tới giải mã trình tự gen một cách đầy đủ. Và việc liệu tái nhiễm có làm tăng cái tỷ lệ bảo vệ ở trong miễn dịch cộng đồng và miễn dịch quần thể cũng có thể là một cái mà chúng ta cần lưu ý. Vẫn cần có thêm các nghiên cứu tiếp tục về tình trạng ở phương hướng này. Câu hỏi xin dành cho báo cáo viên thứ hai. Ông có nghĩ rằng những cái việc can thiệp, ví dụ như là xét nghiệm thường xuyên, đeo khẩu trang và bảo vệ cho những người dễ bị tổn hại là vẫn nên được áp dụng trong cái giai đoạn mà dịch lưu hành hay không? Xin cảm ơn câu hỏi. Đây là một cái câu hỏi mang cũng có nhiều tranh cãi, có cái sự khác biệt về cái tầm quan trọng, mối liên quan và cân bằng giữa lợi ích và nguy cơ mà chúng ta đạt được với các biện pháp bảo vệ để áp dụng trong xã hội. Đặc biệt khi dịch lưu hành, tôi không có bác bỏ những cái biện pháp, thí dụ như việc tiêm chủng thường xuyên, đeo khẩu trang, giãn cách xã hội, vì ít nhất thì nó cũng giảm thiểu cái tỷ lệ lây nhiễm và lan truyền bệnh và bảo vệ cho mọi người. Bảo vệ cho những người dễ bị tổn hại là quan trọng. Tuy nhiên, khi chúng ta chuyển qua cái giai đoạn bình thường hóa mới và giai đoạn dịch lưu hành, thì chúng ta cần có những cái tư duy khác. Bệnh nhân có thể tự quyết định tiếp tục đeo khẩu trang hay không, và lúc này nó phụ thuộc vào cái quyết định cá nhân và chủ quan của bệnh nhân. Nhưng rất tiếc là cái con virus nó không có biến mất hoàn toàn. Do đó, chúng tôi cho rằng cái việc tiếp tục đeo khẩu trang, xét nghiệm là quan trọng, và vẫn phải tiếp tục bảo vệ những người dễ bị tổn hại. Những cái biện pháp này rõ ràng là có hiệu quả, nhưng trong giai đoạn dịch lưu hành, khi mọi người cố gắng có cuộc sống trở lại càng gần bình thường càng tốt. Và trong tình huống như vậy thì khó mà có thể áp dụng được. Chúng ta đã biết cái việc xét nghiệm, đeo khẩu trang và bảo vệ là quan trọng. Nhưng trong cái thời kỳ đại dịch á, thì người ta dễ tuân thủ hơn. Nhiều khi chúng ta áp dụng những biện pháp đó một cách quá nghiêm ngặt và khắt khe, nhiều lúc nó lại phản tác dụng. Do đó, chúng tôi
cho rằng cần có các biện pháp linh hoạt trong từng giai đoạn và từng thời kỳ của cái việc chống dịch. Có những đất nước vẫn còn áp dụng chính sách mà hoàn toàn không có COVID, vân vân. Điều này cần được có sự áp dụng linh hoạt của từng quốc gia và từng các bối cảnh khác nhau. Xin cảm ơn câu hỏi. Xin cảm ơn. Đây là một câu hỏi khó khăn để có thể trả lời. Tôi xin chia sẻ với quý vị. Khi chúng ta chuyển qua cái giai đoạn dịch lưu hành thì mọi người dường như là thả lỏng và buông thả hơn, cũng là mất cái cảnh giác hơn. Nhưng mà trong vai trò là bác sĩ và làm cái người làm lâm sàng thì tôi vẫn thấy những bệnh nhân dễ bị tổn hại vẫn tiếp tục được nhập viện. Và vì vậy, bất kể làm gì đi nữa, nếu như trong gia đình quý vị có những người cao tuổi hoặc là suy giảm miễn dịch, thì quý vị vẫn cần phải thực hiện tất cả các biện pháp dự phòng để bảo vệ cho chính những người ưu thương của các bạn. Bởi vì họ có thể là những người mà phải nhập viện mặc dù bạn bị tái nhiễm, bạn không sao. Nếu như bạn bởi vậy, nếu như mà bạn hoàn tất đầy đủ các lịch trình tiêm chủng, tiêm cơ bản và tiêm nhắc, thì ít nhất các bạn cũng bảo vệ cho bản thân của bạn cũng như là người thân thương của bạn không có bị nặng, không có phải vào ICU hoặc là không có bị tử vong, cho dù là xã hội đã nới lỏng hơn. Và với các chính sách mới trong việc đối xử và điều trị với COVID, cũng có những quy tắc có thể là không có được triệt để một cách hoàn toàn và sự tuân thủ cũng chưa có được là tuyệt hảo. Nhưng hiển nhiên nó cũng vẫn bảo vệ cho cả cộng đồng. Cần lưu ý các biện pháp để tránh cái sự phản tác dụng. Trong tương lai, thì ông có dự kiến là nhóm dân số 18 đến 59 tuổi mà không có bệnh lý đồng mắt, thì các đối tượng này có cần tiêm nhắc COVID-19 định kỳ thường xuyên không? Quay trở lại cái câu hỏi hồi nãy, cái yếu tố nào để kích hoạt cái việc nới lỏng chính sách và siết chặt chính sách để tiếp tục bảo vệ những cái người mà dễ bị tổn hại? Điều này đòi hỏi các nghiên cứu một cách khoa học là chính sách đó, việc tiêm chủng đó có tiếp tục bảo vệ chống lại bị nhiễm COVID nặng hoặc tử vong hay không? Đối tượng 18 đến 59 tuổi mà có cần, mà có phải bị tái nhiễm rồi bị tiếp tục vào ICU và cần phải thở oxy, can thiệp, những can thiệp chuyên sâu hay không? Chúng ta đã có những cái thảo luận rất là nhiều về việc tiêm vaccine rồi những cái loại thuốc mà chống virus và nới lỏng các loại thuốc chống virus này. Xét trên các bối cảnh hoàn cảnh vừa kể, thì việc tiêm vaccine vẫn là có hiệu quả bảo vệ. Và đặc biệt với các nghiên cứu của báo cáo viên thứ nhất về tỷ lệ tái nhiễm, đây là cái nhóm đối tượng mà đi ra ngoài xã hội, công ăn việc làm và làm việc nhiều. Chúng tôi cân nhắc, đây là các đối tượng vẫn cần nên được tiêm chủng cách thường xuyên. Và khi chúng tôi nghĩ khi mà chúng ta có thêm những cái cập nhật về những cái vaccine mới mà nó đặc hiệu cho những cái biến thể mới, thì đó cũng là các cơ sở để đưa ra các chính sách quyết định về việc tiêm tiêm nhắc và loại trên tiêm nhắc trên các nền tảng nào, tiêm nhắc theo cái kiểu mà tiêm trộn hay là tiêm nhắc theo cái kiểu đồng nhất. Do đó, chúng ta vẫn cần phải có những cái cập nhật với các thông tin. Chúng tôi biết là hiện tại chúng ta có các loại vaccine mà lưỡng giá là vaccine nhị giá mà nó kích hoạt cái đáp ứng của miễn dịch tế bào nhiều hơn, có thể tăng cường bảo vệ các miễn dịch tại chỗ trên cái màng nhầy của cái lớp niêm mạc chống lại sự xâm nhập của virus. Như vậy, dựa trên việc dân số có tiếp tục được bảo vệ không và ngăn chặn các ca nặng và tử vong. Và cái loại mũi tiêm nhắc là vaccine nào mà chúng ta có, thí dụ như vaccine thế hệ thứ nhất, vaccine thế hệ thứ hai, hoặc là vaccine nhị giá hay là đơn giá. Nó có nhiều yếu tố cần phải cân nhắc.
rồi kể cả yếu tố mặt kinh tế. Tôi cũng đồng ý đây là một lĩnh vực mà mang tính chất và còn mập mờ. Chúng ta trong vai trò lâm sàng, đối tượng mà từ 18 đến 59 tuổi, nếu như các bạn hỏi tôi, đây là những đối tượng mà ít bị bệnh nặng so sánh người cao tuổi trên 60 tuổi. Và chúng ta cũng biết hiệu quả của vaccine trong phòng vệ nhiễm nặng và tình trạng lây nhiễm là quan trọng. Nhưng đối với những bệnh nhân mà độ tuổi trẻ hơn, mà họ có một người mẹ, thí dụ như cao tuổi, 80 tuổi ở nhà, là rất là quan trọng. Việc bảo vệ ở đây là cần phải bảo vệ cho toàn thể xã hội và đặc biệt bảo vệ nghiêm ngặt cho những cái người mà dễ bị tổn hại, người cao tuổi, người bị suy giảm miễn dịch, vân vân. Đặc biệt là những người mà trong nhà dưỡng lão hoặc là những người bệnh nhân mà ghép tạng suy giảm miễn dịch, vân vân. Câu hỏi cuối cùng không có cụ thể dành cho báo cáo viên nào. Cả hai quý vị đều có thể trả lời câu hỏi này. Tiêu chí để định nghĩa tái nhiễm COVID-19 là gì? Xin mời cô Giang từ trong nghiên cứu của cô trả lời câu hỏi này. Trong nghiên cứu của chúng tôi sử dụng cái định nghĩa là cách 90 ngày kể từ hai lần kết quả dương tính. Cái khoảng thời gian 90 ngày này là dựa trên các bằng chứng trước đây giữa Delta và Omicron. Hiện tại chúng ta có các biến thể mới. Có thể những biến thể mới này nó gây bệnh mạnh hơn và lây nhiễm nhiều hơn, thì nó có thể rút ngắn cái khoảng thời gian để mình định nghĩa việc tái nhiễm. Hiện tại chúng tôi sử dụng cái khoảng thời gian giữa hai lần xét nghiệm dương tính là 90 ngày để xác định bệnh nhân bị tái nhiễm. Trong tương lai thì chúng tôi chưa biết khoảng thời gian này có thể rút ngắn lại. Và để chẩn đoán xác định thì chúng ta cần có các giải mã trình tự gen và cũng còn tùy thuộc vào các biến thể trong tương lai mà chúng ta phải đối mặt. Đó là câu trả lời của tôi. Tôi cũng đồng ý. Báo cáo viên thứ hai có ý kiến không ạ? Chúng ta cần có những cái nghiên cứu giám sát, thăm dò và theo dõi, đặc biệt khi chúng ta bước qua trong cái giai đoạn mà dịch lưu hành. Do đó, đầu tiên là cần phải đánh giá cái việc dữ liệu đó được thu thập như thế nào về tỷ lệ tái nhiễm trước khi chúng ta đưa ra cái định nghĩa về tái nhiễm. Việc mà chúng ta lấy được các thông tin này từ những cái mẫu, cỡ mẫu mà được chia ngẫu nhiên là đáng tin cậy hơn so sánh với các phương pháp thiết kế nghiên cứu khác mà mang tính chất chủ quan. Chẳng hạn như trong các nghiên cứu trước đây mà chúng tôi đã thực hiện với bù nước Orizon trong việc tiêu chảy trên toàn quốc. Thứ hai, những cái lĩnh vực mà chưa có rõ ràng lắm là nhiều khi chúng ta chỉ dựa trên các triệu chứng lâm sàng mà chúng ta không có cái xét nghiệm hoặc cái cụ thể hoặc là xét nghiệm giải mã trình tự gen. Do đó, nhấn mạnh lại, chúng ta cần có các phương pháp thu thập cái nghiên cứu và lúc đó chúng ta có thể có các cửa sổ thời gian khác nhau, có thể là giữa hai lần nhiễm là 30 ngày, 45 ngày, 60 ngày hoặc là 90 ngày. Mà những cái thông tin này có thể là cơ sở để giúp cho những cái người hoạch định chính sách về việc cái cửa sổ tái nhiễm là thu ngắn lại hoặc là dài ra. Và cái cách ứng xử của chúng ta trong thực hành lâm sàng và chính sách rất là quan trọng khi chúng ta điều trị bệnh nhân. Và trong việc triển khai điều trị cho một cá thể bệnh nhân, cá nhân bệnh nhân hay là cái chính sách toàn quốc, đối với tôi thấy rằng trong truyền thống, chúng ta thường hay sử dụng cái cột mốc hoặc khoảng cửa sổ thời gian là 90 ngày. Nhưng mà như ông Xoa đã nói, việc định nghĩa cái việc tái nhiễm trong bối cảnh của người làm lâm sàng, đối với tôi, thì cho dù là có nhiễm hay không hay tái nhiễm hay không, thì chúng tôi cũng đều điều trị như nhau.
Tuy nhiên, có nhiều người hay hỏi tôi là nếu như mà bị tai nhiễm thì có cần cách ly hay không? Bởi vì có nhiều người nói rằng là nếu như nhiễm lần đầu thì quan trọng hơn và cần phải cách ly. Nếu như mà bệnh nhân có cái trong khi tai nhiễm thì nhiều khi người ta lại nghĩ rằng không cần phải cách ly. Đây là những cái thắc mắc ở trong cơ sở. Có quý vị nào muốn bổ sung các câu trả lời, lấy cái mức ngưỡng nào để cho bệnh nhân cách ly thì quý vị chọn mức ngưỡng nào? Cái này là khó nói. Cái này nó sẽ phụ thuộc vào các cá thể. Tôi đặt ra câu hỏi này đó là bởi vì đối với mỗi một cái thủ thuật mà được thực hiện, một khi mình dán nhãn cho bệnh nhân là tái nhiễm, thì các thầy thuốc sẽ rất là cẩn thận. Họ sẽ cẩn trọng hơn và e dè hơn. Và đặc biệt là nhiều khi thực hiện những cái phẫu thuật đưa bệnh nhân vào trong phòng mổ hoặc là nội soi vân vân cũng rất là e ngại. Nhiều khi bệnh nhân mà bị ghi là tái nhiễm, nhiều khi bệnh nhân lại bị phân biệt đối xử và bị gạt ra ngoài và e ngại không dám can thiệp. Đó là một cái chuyện quan trọng khi chúng ta định nghĩa cho một người là tái nhiễm hay không tái nhiễm. Chúng tôi nghĩ rằng điều này phụ thuộc vào cái quan điểm là kiểm soát dịch và dịch lưu hành và bảo vệ cả xã hội. Và ý nghĩa của nó liên quan ra sao trong cái thực hành lâm sàng. Việc điều trị là y chang. Chỉ có điều là có cách ly hay không cách ly, mà cách ly bao lâu thôi. Tôi không thấy có thêm các câu hỏi nào khác từ phía cử tòa. Tôi nghĩ rằng bây giờ đã là 3 giờ chiều rồi. Cô Giang và ông Xoa, quý vị có lời khuyên nào cho các đại biểu tham dự? Có cái phát biểu chốt kết luận nào cuối cùng cho các đại biểu tham dự không? Chúng ta biết rằng virus vẫn có ở ngoài xã hội, chúng ta vẫn cần phải tiếp tục cẩn trọng và trách nhiệm của cá nhân chúng ta bảo vệ người thân thương và gia đình trong chúng ta và cho cả xã hội và cần đưa ra các quyết định, ví dụ như đeo khẩu trang, thực hiện mũi tiêm nhắc và ở những nơi thông thoáng. Đây là cái trách nhiệm cá thể, cá nhân của mỗi người bảo vệ gia đình, người thân thương của chúng ta và đừng có xem thường virus để gây bệnh cho và nguy hiểm cũng như tử vong cho bản thân mình, người thân và xã hội. Bây giờ, báo cáo viên thứ hai, ông đã nói rất nhiều về hiệu quả vaccine. Ông có lời khuyên nào về mũi tiêm nhắc không? Ông có cái tổng kết nào đối với các đại biểu tham dự không? Xin cảm ơn. Cái việc tiêm nhắc, theo tôi là quan trọng. Và chúng ta vẫn cần có thêm các số liệu và các bằng chứng. Chúng ta cần nói có sách, mách có chứng. Đặc biệt trong tình hình đại dịch và đặc biệt là trong cái bối cảnh về mặt kinh tế, xã hội, tài chính. Đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế học y tế và y tế công cộng. Việc sử dụng những cái dữ liệu một cách chắc chắn để đưa ra các quyết định chứ không phải là chỉ dựa trên các vấn đề về mặt ý thức hệ hoặc là chính trị để đưa ra các quyết sách. Nếu như mà bằng chứng đã đi ngược lại các vấn đề về mặt ý thức hệ hay chính trị thì các nhà hoạch định chính sách và chính trị gia cần phải dũng cảm đưa ra các quyết sách dựa trên các thông tin bằng chứng. Ví dụ như là có cần phải mở rộng thêm các mũi tiêm nhắc, độ phủ cần gia tăng hơn. Rồi có cần đầu tư mua những cái vaccine đời thế hệ thứ hai, những vaccine nhị giá, lưỡng giá hay không? Đó là tất cả các quyết định
mà phải dựa trên các bằng chứng từ việc giám sát và theo dõi và các dữ liệu để đưa đến cái kết luận. Do đó, một lần nữa xin cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe cái chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Tôi chỉ xin nhấn mạnh lại, làm gì cũng phải nói có sách mới có chứng, phải tiếp tục nghiên cứu và chỉ dựa trên chứng cứ mà thôi. Bản thân tôi đã có một buổi chiều rất là đầy ắp thông tin và bổ ích khi lắng nghe cả hai bài báo cáo của quý vị. Một là bài báo cáo về tỷ lệ tái nhiễm, giải thích cho thấy cái tỷ lệ tái nhiễm là cao hơn. Và chính vì vậy, chúng ta thấy số lượng ca gia tăng hiện tại cũng đang tiếp tục gia tăng. Cũng xin cảm ơn ông Soa về việc đã cho chúng tôi biết về hiệu quả của vaccine và tầm quan trọng của việc tiêm chủng để phòng ngừa bùng phát COVID-19. Xin cảm ơn cả hai Mark Corvin và đối với tất cả các đại biểu. Chúng tôi sẽ kết thúc cái chương trình webinar tại đây và quý vị đừng quên hoàn tất cái mẫu phiếu đánh giá và góp ý phản hồi. Chúng tôi cái ý kiến phản hồi quý vị là cơ sở quan trọng để chúng tôi có thể cải thiện chất lượng của các webinar trong tương lai. Xin cảm ơn.